Sữa rửa mặt Hatomugi màu xanh là loại sữa rửa mặt được thiết kế đặc biệt dành cho da dầu mụn. Vì thế nếu da mặt của bạn là da dầu mụn thì nên lựa chọn loại sữa rửa mặt Hatomugi màu xanh nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu như bạn là da dầu da mụn và da hơi nhạy cảm thì có thể dùng sữa rửa mặt Hatomugi màu xanh. Đây là loại sữa rửa mặt chuyên dùng cho da dầu da mụn và da hơi nhạy cảm. Các thành phần của sữa rửa mặt Hatomugi màu xanh được thiết kế dành cho da dầu da mụn. Vì thế khi bạn dùng sữa rửa mặt sẽ rất phù hợp, nó không gây kích ứng cho da hay khiến da bị nổi mụn nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường có rất nhiều hàng giả nhái, nên bạn phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mua sữa rửa mặt này nhé, để đảm bảo an toàn, vì da dầu mụn vốn rất khó xài mỹ phẩm, mà lại bị thêm hàng giả nữa thì nguy hiểm cho da mặt lắm. Cơ địa của da dầu thường rất phức tạp và khó dùng mỹ phẩm, sữa rửa mặt dành cho da dầu rất ít và vả hiếm, nên những loại sữa rửa mặt dành cho da dầu đều có khả năng hạn chế đổ dầu trên da mặt cũng như ngăn ngừa sự hình thành mụn rất hiệu quả. Hiện tại có 2 mẫu sữa rửa mặt Hatomugi dành cho da dầu màu xanh là loại 130g và loại 170g. Nếu lần đầu dùng sữa rửa mặt này, bạn có thể dùng loại Hatomugi màu xanh 130g trước, xem nó có thích hợp với da của mình không. Sau đó nếu hợp với da của mình thì bạn có thể mua loại 170g để tiết kiệm hơn. Sữa rửa mặt Hatomugi hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Hatomugi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.